Ok các bạn ha, bây giờ đây là lần đầu tiên mình làm một cái clip hướng dẫn về cái con game Luigi Mansion 3 này. Thì từ cái tầng B1 mà cho tới cái tầng số 8 này á thì nó tương đối nó dễ, chỉ đi tới tới thôi. Chủ yếu là khó ở mấy cái chỗ mà chúng ta thu thập mấy cái game theo cho đủ thôi. Riêng mà cái tầng thứ 8 này đó thì nó có một cái vấn đề là sau khi mà chúng ta lấy được cái nút đã bấm tầng số 9 á thì bị cái con mèo nó nuốt mất, và bây giờ chúng ta phải làm cách nào mà chúng ta lấy lại chìa khóa nữa ha. Thì mình đã hồi nãy mất hơn nửa tiếng mò mẫm, sau đó mình mới đọc kỹ lại cái hướng dẫn của cái ông bác học á, cái ông tiến sĩ vậy đó, thì mình mới để ý đó. Tại vì mình chơi mình quyết không xem hướng dẫn trên YouTube cho nên là cũng hơi đuối. Thì bây giờ sẵn mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn ha, sau khi mà nó nuốt cái nó đi ra đây á thì để mà dò tìm con mèo nằm đâu chúng ta sẽ bấm cái nút X ha, nút X là nút tam giác, như là nút tam giác bên tay cầm lấy xanh á, thì để tìm thì nó đã bay qua cái bức tường này thì chúng ta sẽ đi theo nó ha. Thì nó sẽ đi vô cái tivi này nè, mình sẽ bỏ qua những cái đoạn ấy luôn. Mình bị bí cái khúc này nhiều nhất nè, không biết cái cách mà để cho bắt cái con mèo. Mình chơi tới ngày hôm qua mình mới biết có một cái cách á, khi mà mấy cái con ma mà nó đeo mắt kiến á, hoặc là nó cầm cái gì á, thí dụ thay vì chúng ta hút phải không, chúng ta hút thì chúng ta có thể là nhảy lên nha. Nhảy lên thì cũng có thể là làm nó gớt cái mắt kiến hoặc là nó gớt đồ. Cái con mèo đó tên là Walter Kitty đó. Biết khúc này là tại vì mình không có chịu mà đọc hướng dẫn á, thì ở khúc này á là để mà bắt được nó thì chúng ta sẽ chịu hồi cái bóng của con Louis ra ha. Rồi á mà để cái con này á mà nó bay xuống á thì chúng ta phải quay mặt ngược về nó, ngược hướng về nó thì nó mới bay xuống, kiểu như là khi mà nó chỉ tấn công sau lưng chúng ta theo giống như bản năng của con cọp kia vậy đó. Bởi thành ra là mình không có đọc kỹ hướng dẫn, với lại là không có thử cái đó, cho nên là mình cứ đi vòng vòng mình kiếm nó cách để tấn công nó rồi lấy cái này kia bắn mất thời gian ha. Đó, nó sẽ bay xuống đó, khi mà nó chuẩn bị tấn công á thì chúng ta sẽ chiếu đèn rồi bắt nó. Đó, đơn giản vậy đó, mà do là mình không không có gọi cái bóng ra, với lại là mình tự solo á, sử dụng nhân vật chính không á, thành ra là khi mà nó bay xuống rồi quay rồi chúng ta quay về chúng ta bắn cũng không có được á. Tại vì khi mà thí dụ mà chúng ta sử dụng một mình nhân vật chính vậy nè, chúng ta quay lưng ngược lại đúng không, nó bay xuống mà khi chúng ta quay qua nó bay lên liền. À, thành ra là mình mắc hơn nửa tiếng vì cái vụ đó thôi đó. Nói chung game này chơi thì hay, nó thấy gì chứ, nó để mà ví dụ mà chúng ta chơi mà chúng ta không xem hướng dẫn cái này kia đó
chúng ta tự mò tìm kiếm game thế này kia, hay là làm quen với cách chơi thì cũng khá dài ha. Nói chung game này đáng tiền á. Ấy nó chui xuống tầng số 7 á. Cái đó đã chui xuống tầng số 7 á. Cái ông tiến sĩ ông gợi ý chúng ta. Hồi nãy mình cũng mò vòng vòng đây đó nè. Nhưng mà mò vòng vòng hồi cái giọng ông tiến sĩ ông nói là đi xuống tầng dưới kiểu vậy đó. Game này nó dành cho con nít thì chứ cái độ mà hack não cũng cũng cao đó. Có nghĩa là đi đi cảnh thì nó không tới nổi. Nhưng mà để mà ví dụ mà kiếm đủ game cái này kia đó cũng chua. Ở đây mà chúng ta bật cái nút X lên là sẽ thấy nó leo lên trên tuốt tầng trên á.
xong rồi đó. Hơi mất thời gian đúng không?